quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Troussier quan tâm tới thủ môn Việt kiều Slovakia. Ông Hoàng Gia Lai đang thất nghiệp, gợi ý đẹp cho tuyển Việt Nam. Ông Troussier phá bao nhiêu kỷ lục thời ông Hoàng Gia Lai gây dựng. Hoàng Đức sẽ quay trở lại thi đấu trước Tết. Huấn luyện viên Troussier quan tâm đến thủ môn Việt kiều Slovakia. Chia sẻ với tờ Sportnet, thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang tiết lộ anh đang được huấn luyện viên Troussier quan tâm. Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Troussier luôn quan tâm tới các cầu thủ gốc Việt hiện đang thi đấu tại nước ngoài và khuyến khích họ đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Mới đây nhất, chiến lược gia người Pháp đã triệu tập Nguyễn Flip tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 sau khi mà cầu thủ này có được quốc tịch Việt Nam. Lúc này, thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang đang ghi dấu ấn khi thi đấu khá tốt trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại giải V-League 2023-2024. Đáng tiếc là thủ môn này chưa có được quốc tịch Việt Nam bởi sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc. Mới đây chia sẻ với The Sportnet, ngôi sao Việt kiều tiết lộ đang được Troussier quan tâm. Patrick Lê Giang cho biết, Troussier cùng với trợ lý đã gọi điện đến câu lạc bộ và hỏi xem tình trạng quốc tịch của tôi như thế nào. Điều tuyệt vời nhất là mọi người hỏi tôi khi nào tôi có thể chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tôi tin là năm nay tôi sẽ thành công và tôi sẽ được nhập quốc tịch. Tôi nghĩ rằng họ muốn có được cả tôi và Nguyễn Flip. Tôi luôn có tham vọng cao nhất và nếu như tôi không tin vào chính mình, tôi thậm chí sẽ không thể đến Việt Nam chơi bóng. Nguyễn Flip đã nhận được hộ chiếu của mình và đã có mặt tại đội tuyển quốc gia. Cả tôi, Văn Lâm và Nguyễn Flip đều có bố là người Việt Nam. Truyền thông nhắc đến chúng tôi là khá thường xuyên. Bạn hỏi tôi vấn đề về quốc tịch trong thời điểm Asian Cup đang diễn ra tại Qatar. Đây là mục tiêu của tôi một năm trước khi đến Việt Nam ký hợp đồng với Công an Hà Nội. Tuy nhiên, bố tôi đã sống tại Slovakia nhiều năm nên tình hình càng trở nên phức tạp. Tôi cần phải chờ đợi và kiên nhẫn hơn. Tôi ngày càng quen với cuộc sống tại Việt Nam. Tôi đã được đón nhận rất tử tế tại đây. Người Việt Nam rất đam mê bóng đá. Tôi cảm nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Họ rất vui vì tôi đã đến. Tôi vẫn chưa ngừng chơi bóng và tôi tin rằng mình còn nhiều năm ở phía trước. Có rất nhiều thứ mà tôi thích thú. Patrick Lê Giang từng là thành viên của đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Anh trai của Patrick là Emin Lê Giang cũng là một cầu thủ nhưng hiện đã giải nghệ. Patrick sinh ra tại Lucenec, có cha là người Việt, mẹ là người Slovakia. Anh khởi đầu sự nghiệp tại FTC Slukovo. 15 tuổi, anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ MŠK Žilina. Năm 2011, Patrick Lê Giang được đưa lên đội 1 của MŠK Žilina. Tháng 7 năm đó, anh đến chơi cho FSK Zeflin, Mitchell Lover theo dạng hợp đồng cho mượn 1 năm. Patrick lần đầu ra sân trong màu áo của Mitchell Lover trong trận gặp FK La FC Lucenech ngày 23 tháng 7 năm 2011. Năm 2023, Patrick trở về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi đội bóng này tăng cường cầu thủ gốc Việt. Giữa mùa giải, anh chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới dạng cho mượn vì Nguyễn Flip đồng ý gia nhập Công an Hà Nội nhưng thời điểm đó chưa có quốc tịch Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang thất nghiệp, gợi ý đẹp cho tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo hiện đang thất nghiệp, đây là có thể một giải pháp tạm thời cho tuyển Việt Nam, bao gồm việc hỗ trợ huấn luyện viên Troussier vượt khó hoặc thay thế để tìm người mới. Một ngày sau trận Việt Nam thua Indonesia, ông Park Hang-seo vô tình tiết lộ về tình trạng công việc khi đã chúc mừng sinh nhật tiền vệ Đức Huy. Ông Park nói, năm nay tôi đang thất nghiệp. Thầy Park đang thất nghiệp, liệu có liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam? Ông Troussier đang chạm đáy niềm tin của nhiều người hâm mộ. Sau trận Việt Nam thua Indo 0-1, Việt Nam đã trải qua 7 thất bại sau trận đấu gần nhất. Tờ Newsnet của Hàn Quốc bình luận rằng Việt Nam trở thành đội bóng yếu khi không còn ông Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam bất lực trước Indonesia. Họ đã thể hiện diện mạo khác hẳn so với thời ông Park Hang-seo. Tờ báo Hàn Quốc kết luận là Việt Nam đang đánh mất đi vị thế anh cả tại Đông Nam Á. Chiến thắng của Indonesia trước Việt Nam là kỳ lạ bởi Indo kém đến 52 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Indonesia cũng đã dùng đội hình trẻ nhất Asian Cup 2023. Lịch sử đối đầu có đến 7 năm liên tiếp không thắng được Việt Nam. Indo thời huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng chưa bao giờ ghi được một bàn vào lưới của tuyển Việt Nam trước khi chấm dứt chuỗi trận buồn bằng chiến thắng 1-0 tại Asian Cup 2023. Bầu Đức nhận xét trên Star. Chúng ta đã thất bại từ SEA Games cho đến Asian Cup theo cách buồn nhất. Ông chủ của Hoàng Gia Lai kết luận, chúng ta hãy tỉnh mộng đi thôi, đừng để huấn luyện viên Troussier du ngủ nữa. Đá với Indonesia thua liên tục thì nói đi World Cup là chuyện không thực tế. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, Troussier thua Indonesia 2 lần. Lần đầu là tại bán kết SEA Games 32, lần thứ hai là tại Asian Cup 2023. Trước đó thì bóng đá Việt Nam trải qua 11 trận đấu liên tiếp ở mọi cấp độ không thua Indonesia. Huấn luyện viên Troussier xác nhận cột mốc buồn cho chính ông, 3 lần liên tiếp gặp Indonesia đều thua, trong đó có 2 trận đấu ở Asian Cup. Lần đầu là Qatar thua Indonesia tại Asian Cup 2004, Troussier bị Qatar sa thải. Tháng 3 tới đây, tuyển Việt Nam có 2 màn đối đầu quan trọng với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Nếu huấn luyện viên Troussier không thay đổi, được phân bại tướng thì tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại. Thái Lan đã rất quyết đoán sa thải huấn luyện viên Pol King sau trận thua Trung Quốc. Họ thăng hoa với 2 trận bất bại tại Asian Cup nhờ huấn luyện viên Mastala Isi biết người biết ta, dù chỉ bắt tay làm việc có 1 tháng. Thời gian làm việc của huấn luyện viên Troussier rõ ràng là khác biệt, vì ông ký hợp đồng vào cuối tháng 2 năm ngoái. Liệu có cần thêm thời gian cho huấn luyện viên Troussier sửa sai hay nhanh chóng sa thải để tìm người mới? Trường hợp chọn vế thứ hai thì ông Park Hang-seo đang thất nghiệp là gợi ý đẹp cho tuyển Việt Nam thay đổi tình trạng hiện tại. Một cuộc tái hợp ngắn hạn sẽ đủ thời gian để cho bóng đá Việt Nam tìm một chiến lược gia mới. Nếu như tiếp tục trao cơ hội cho Troussier thì ông Park Hang-seo có thể hỗ trợ huấn luyện viên Troussier vượt khó trong giai đoạn khó khăn này. Nên nhớ, ông Park là khắc tinh của huấn luyện viên Shin Tae-yong và Indonesia. Huấn luyện viên Troussier phá bao nhi kỷ lục thời ông Park Hang-seo gây dựng. Dù chưa tròn 1 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Troussier đã tạo ra một loạt cột mốc buồn. Không bảo vệ được huy chương vàng SEA Games. Nỗi buồn của bóng đá Indonesia trước Việt Nam đã chấm dứt tại SEA Games 32. Troussier tuyên bố giành huy chương vàng nhưng U23 Việt Nam lại thua Indo 2-3 tại bán kết. Indo lần đầu thắng Việt Nam sau mạch 11 trận liên tiếp chỉ hòa và thua tại mọi cấp độ. Trước đó, thầy Park có 2 lần liên tiếp giúp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Trận thua đậm nhất của tuyển Việt Nam sau 20 năm. Hồi tháng 10 năm ngoái, Việt Nam thua 0-6 trước Hàn Quốc. Đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ thì tuyển Việt Nam từng 2 lần để thua 0-6 trước Oman vào năm 2003, 0-6 trước Zimbabwe năm 1997. Lần đầu tiên bị loại tại Asian Cup. Asian Cup 2023 trở thành giải đấu buồn cho tuyển Việt Nam bởi lần đầu tiên bị loại từ vòng đấu bảng. Việt Nam đứt kỷ lục luôn vào đến tứ kết ở 2 kỳ trước đó. Thầy trò Troussier lập thêm cột mốc buồn, đó là trận ra quân thua đậm nhất trước Nhật Bản. Việt Nam có thể lập thêm kỷ lục buồn là nhận số điểm thấp nhất hoặc trắng tay nếu như không thắng Iraq ở vòng cuối. 2 lần liên tiếp để thua Indonesia. Ở thời ông Park Hang-seo, Việt Nam chưa bao giờ thua Indo ở mọi cấp độ. Việt Nam gặp 5 trận thắng 3 và hòa 2, U23 Việt Nam thắng Indo 3-0 tại SEA Games 31, nhưng Troussier thua liền 2 trận từ SEA Games 32 đến Asian Cup. Sắp bật khởi top 100, mất đi ngôi đầu Đông Nam Á. Trận thua Indonesia còn có cột mốc đáng quên, đó là tuyển Việt Nam thua đội bóng có hạng chênh lệch lớn tại bảng xếp hạng của FIFA. Việt Nam lớn hơn Indo đến 52 bậc, do vậy sẽ rơi xuống hạng 99. Trường hợp không có điểm trước Iraq thì Việt Nam sẽ bật khởi top 100. Thái Lan cũng đang áp sát Việt Nam và khả năng soán ngôi số 1 Đông Nam Á. Thành tích của tuyển Việt Nam đang rất đáng lo với 7 thất bại trong 8 trận đấu gần nhất. Dưới thời của ông Park, Việt Nam tạo ra kỷ lục ấn tượng luôn đứng đầu Đông Nam Á và đứng trong top 100 thế giới. Tuyển Việt Nam vào top 100 từ ngày 29 tháng 11 năm 2018, duy trì được 1.881 ngày liên tiếp trong top 100. Việt Nam đã đứng đầu Đông Nam Á được 2.224 ngày, tính từ ngày 21 tháng 12 năm 2017. Hoàng Đức sẽ trở lại thi đấu trước Tết. Chấn thương cổ chân khiến cho Hoàng Đức mất suất tham dự Asian Cup 2023 cùng với đội tuyển Việt Nam. Song tiền vệ sinh năm 98 này đang trong quá trình bình phục, có thể nghỉ thi đấu trở lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Câu lạc bộ Thể Công Viettel có những thay đổi trên ba ghế chỉ đạo khi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng được chiêu mộ để dẫn dắt đội bóng áo lính vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng đến mục tiêu top 3 V-League 2023-2024. Trong quãng thi đấu vừa qua, Thể Công Viettel đón nhận tin vui khi tiền vệ trụ cột Nguyễn Hoàng Đức đang bình phục nhanh sau chấn thương. Trước đó, Hoàng Đức có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Asian Cup 2023 trong dính chấn thương trước ngày đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải đấu. Tuyển thủ 26 tuổi bị phù dây chằng chảy xên trước và sau, chân chằng xên mắc sau, phù nề phần mềm mắt cá chân sau tình huống va chạm ở vòng 8 của V-League. Dù nỗ lực tập phục hồi trong thời gian rèn luyện đến đội tuyển quốc gia, nhưng Hoàng Đức vẫn bị huấn luyện viên Troussier gạch tên vì không kịp bình phục và mất đi suất tham dự đấu trường đẳng cấp nhất châu Á diễn ra tại Qatar kỳ này. Dưới thời ông Troussier, Hoàng Đức cũng ít có cơ hội được ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nói về quá trình hồi phục của học trò mới, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết, đến thời điểm này Hoàng Đức đã bình phục 95% thể trạng và sẽ sớm trở lại với phong độ cao. Chúng tôi đang theo sát tình hình điều trị của Hoàng Đức và cậu ấy có thể sẽ thi đấu ở giải giao hữu quốc tế Hana Cup 2024. Thể Công Viettel và Hà Nội FC sẽ cùng với câu lạc bộ Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc, Bali United của Indonesia tranh tài ở giải tứ hùng Hana Play Cup 2024 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 1 trên sân Hàng Đẫy. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chia sẻ mục tiêu của Thể Công Viettel tại giải đấu đó là tìm lại phong độ tốt nhất trước khi V-League quay trở lại. Trên cương vị là huấn luyện viên trưởng, đây là giải đấu rất quan trọng với cá nhân tôi muốn thấy các cầu thủ và đương nhiên là muốn giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới. Trong khi đó, tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, ông Daiki Inawasama cho biết, toàn đội đã tập luyện trở lại từ ngày 11 tháng 1 và đang từng bước chuẩn bị cho giải đấu giao hữu. Tôi đã sắp xếp đội hình mới cho nhiều cầu thủ trẻ tập luyện và họ có tố chất tốt. Chúng tôi quyết tâm thi đấu tốt từng trận nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tập trung cải thiện phong độ cho Hà Nội FC. Chiến lược gia 41 tuổi người Nhật Bản nói thêm. Theo kế hoạch tổ chức, hai cặp đấu đầu tiên của Hana Play Cup 2024 giữa Hà Nội và Thể Công và câu lạc bộ Daejeon Hana Citizen chạm trán Bali United sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Trận thi đấu tranh hạng 3 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1.